em chụp thể dục buổi sáng. Yeah yeah. Em chụp 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 thể dục buổi sáng chi trời. À kêu. À kêu. À kêu. Sorry. Sớm sửa gì cho so với mọi hôm. Em vẫn dậy vào tầm 9 rưỡi 10 giờ đấy. À... à... Ôi dù hứng khởi, hứng khởi quá, hứng khởi quá, hứng khởi quá. Mẹ em chạy bịm cho em đây, chạy bịm thay quần áo cho em vào đây, để đi ra ngoài đi công viên đi chơi đây. Anh sói cũng đợi suốt từ sáng đến giờ rồi đây. Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Hôm nay mẹ em đợi đến khi em dậy mẹ em mới bắt đầu vlog đây. Sáng nay lại như thường lệ, mình với em sói dậy, hai mẹ con ngồi ăn sáng chơi, đợi em Trích dậy. Đến bây giờ em Trích mới dậy đây. Bây giờ mình sẽ cho em Trích tutti, sau đấy thì ba mẹ con sẽ lại đi ra ngoài công viên chơi. Happy say cheese. What's happened? Sao con có cái kiểu gì đấy? Hả? Con phải đợi cho em ăn sáng xong nữa chứ. Hai mẹ con mình ăn rồi phải để cho em ăn chứ. Nhá. Raphael. No. No cái gì? No cái gì? Du. Em Trích đang phần phơ ăn sáng đây. Chỉ khoe mọi người được đến đây thôi vì em đang tu di mẹ mà. Trích chối, Trích chối, Trích chối. Sói thối. Hello sói thối. Rafi. Are you sói thối? Are you sói thối? Cái gì đây con? Is that teddy toss? Teddy toss. Tóc lại đầu bù tóc rối rồi. Cứ chui rúc vào đầu bù tóc rối rồi nhá con nhá. Rafi, Rafi, what? Where's your dad? Where's your dad? Ba đâu con? Where's your dad? Joey Han. Yeah, that's Joey Han. Is daddy at work? Nào con đè lên trên em rồi. Rafael, Rafael, please. Please. Ba. Yeah. Do you love Zoe? Do you love Zoe? Kissy. Kissy. I do. Say I do. I do. Zoe kissy. Kissy Zoe.
Get down. Get down or sit nice, please. Get down or sit nice. Một là con ngồi nghiêm túc. Hai là con ra khỏi cái khu vực này. Khẩn trương. Yeah. Again. Kissy for Zoe. No. Get down now. Mẹ không cần chơi với sói nữa. Mẹ sang cái ghế bên kia mẹ ngồi cho an toàn đây. Mẹ em sang ghế kia ngồi cho em ăn sáng cho an toàn đây. Chứ anh sói gọi là la, ba lăng nhăng ở đây lắm. Đấy, 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 đấy. Ngã trượt cái mông xuống, vỡ mông nhá. Mẹ. What is that? Mẹ. What's your problem? Mẹ. Monkey? Mẹ. What is your problem? Mister, hôm nay là thứ mấy con nhỉ? Hôm nay là thứ tư. Thứ tư cả nhà em lại đi đón ba em. Ba mẹ con em lại đi đón ba em buổi tối. Rồi là ăn ăn đồ Hàn Quốc buổi tối. Yes, baby. I'm listening. Oh, look at your hair. Look like a broom. Đầu như cái chổi con ạ. What's wrong? Mẹ vuốt keo cho không kịp để cho nó khô, cứ rụi rọ thế là trông nó cứ cứng đơ ra kìa con kìa. Nó không được mềm. Nó không được mềm và tự nhiên như mọi ngày. Raphael, what did Nana say? Đúng rồi. Rafi, what did you say to Nana yesterday? Did you say con yêu bà lắm? Lắm. Wow, you. Anh sói chỉ có đợi mình dậy thôi để đi ra công viên đấy con ạ. Yeah. Rafi, if you wanna go to the park, you need to leave back my home. Come on, leave back my home and wear your shoes on. Con để Batman vào trong nhà xe đi. Rồi đi xe vào mẹ. À đi dép vào mẹ lấy dép cho. Nhanh. Your shoes here. Hurry up. Leave Batman in the garage please. Nào để xe vào, nếu không thì thôi nhá. Are we not going to the park? That's it. What's the deal? The deal is leave Batman home. Này nhanh lên con. Em muốn đi rồi đây này. Nhanh, khẩn trương. Yeah, leave Batman home. Are we not going? Are you going or not? Are you going? Leave Batman in the garage. Mang Batman vào trong nhà xe nhanh khẩn trương. No, we're not going into the park then. No. Đấy, thôi sói nhá. Sói đi em Batman thì thôi nhá. Không đi ra công viên nữa. Mẹ không đi nữa, mẹ với em Trích không đi nữa. Cứ đứng đây thôi. Em Trích này nhá. Em vừa đu đi trông ấy nhá. Không phải là em mút ngón tay đâu nhá. Em múc ngón tay xong bà ngoại bảo là ngón tay em chua lòm nhá. Nhanh, Raphael, hurry up. Leave Batman in the garage and then we can go. Hurry up. Yep, hurry up. That's it. Well done. Let's go. Okay, do you wanna hop on? Do you wanna hop on the pram? Nào, mình đậy cái này vào cho đỡ nắng cho em Trích nào. Đấy, em Trích đây này, mọi người nhìn này. Cứ mút ngón tay thôi. Cái mặt thì phị ra. Ok. Let me close the garage. Zoe Q. Number 2. Number 3. Uh-oh. Come on, Rafi, you wanna hop on? 2, 3. 4, 5. Này em ơi, ra công viên là ngồi chơi đấy nhá, em đừng ngủ nhá, không em cứ ngủ li bì như ngày hôm qua ấy. Mà ngày nào em cũng ngủ li bì thế cơ. Đấy. Ôi em ơi. Cứ ra ngoài xe đẩy gió gió một tí là em ngủ thôi à. Ha ha, cái gì em nói cái gì ấy. Happy, ready, let's go. Nhanh em con. Mình đang suy nghĩ không biết là cho em sói và xe đẩy hay là cho em đi bộ cùng đây vì là đi. Ouch. Đi ra cái siêu thị, đi ra cái công viên chứ. Ở bên này. Rafi, be careful. Walk inside here. Walk inside, come on. Let's go. Let's go to the park. Let's go to the park. We're going to the park.
We're going to the park. Go to the park. Walking, walking. Oh, you okay? Are you okay? Đứng sát cạnh xe đẩy, không rời một bước. Okay, go down. Go down the hill. What is it, Rafi? Don't touch. Yucky. What's that? Ant. Are they ant? Yeah, that's ant. Ant. Let's go. Yeah. Come on, let's go. Don't destroy ant house. Con cứ phá hoại nhà của mấy em kiến ấy nhỉ? Để cho em ấy sinh sống chứ. Sát sinh đấy. Stop. Now. Raphael. You wanna go or not? Do you wanna go or do you wanna stay home? Yeah, if you wanna go, you need to keep walking, okay? Walk by mommy's side. Hey. Oh, be careful. Sáu làm siếc. Đi thăng bằng. Yay! Yay! Well done, Baba. Nào con, đi vào phía trong này. Đúng rồi. Let's go. Keep going. Keep moving. Do you want to put your hand in here again? Do you want to put your hand in here again? Or do you want to hop in? Hop on? Buckle them in? Tự nhiên ra đến đây lại thích cài dây an toàn xe đẩy vào để làm gì con? Let's go. Keep going. Another happy over there. There it is. Oh, nào. Tưởng em chạy ra kia để em nhảy hop hop. Yeah, electric. It's dangerous. Can you get off there, please? Get off? Okay. Rafi, look. Hop, little bunny. Hop, hop, hop. Over there. Rafi, look. Here. Con. Quên à? Quên cái nắp cống à? Hop, little bunny. Hop, hop, hop. Nắng em. Now. Nắng em. Con làm gì đấy? Look. Hop, little bunny. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Okay, let's go. Gần đến công viên rồi. Ok. Nào đi cẩn thận, không cái bánh xe nó lại nghiến vào giày bây giờ. Sorry mom. It's okay, but you know what? You just walking on mommy's side like this. That's better. Oh. Yeah. Yeah, like that. That's better. Mm-hmm. Are you okay? Yes. Whoa, whoa. Oh, whoa, whoa. Whoa, đi kiểu say rượu của con. Tree stick. Tree stick. Yeah. Ooh, choo, 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 choo. Is that the sword? Kiếm à con? Choo, 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 choo. The park over there. Rafi, look. We are here at the park. Yay, yay. Run. Rafi, run. Chạy nhanh, khẩn trương. Như tí hòn nữa con ạ. Ui. It's okay. Đấy, mẹ để ý con là mẹ lại không để ý xe đẩy này. Let's go, let's go. We go cross the... Rafi, what are we going to? Cross the... The bridge. Cross the bridge. Crossing. Boom, 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 boom. Đi qua cầu. 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 Anh sợ đi qua cầu. Raphael, đi qua cầu. Đi qua cầu. Yes, baby. Mẹ bảo là đi gần xe đẩy. Thế là em cứ đi phải sát sạp vào cơ. Yeah, that's water. Dirty water, yucky water. No nice water. Come on. Where you gonna go first? Go on the horse. Go on the horse. Grug, 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 grug. Nhanh, nhanh, nhanh. Nào, con lên cái nào trước nào. Where you going?
Take your shoes off. It's alright. Cứ ra đến đây là cứ phải giày với dép là bỏ ra để chạy cho nó dễ. Ok. Sao công viên hôm nay lại nhiều rác thế này nhỉ? Các anh chị học sinh đi học về các anh chị hay ra đây vứt rác lắm. Baby, where are you going? Cho giày của em vào trong xe đây nè. Wow. Nào mẹ con mình đi lui vào đây. Đứng cho nó đỡ nắng. Hiya baby, hi Raphael. Biết ngay mà em chích cứ đi đi cả lớp ngủ. Tài núm đây đấy nhở con nhở. Ngon đấy nhở. Ngón tay nó có cái gì mà ngon ngon đấy nhở. Núm cả ba ngón. Tay thì cứ như là mặc áo phao á. Mặc áo phao. Không mặc áo phao. Mặc áo phao. Không mặc áo phao. Mặc áo phao. Mọi người tưởng tượng không mặc áo phao. Cái chỗ cổ tay này nó phồng phồng ấy. Nhớ. Nào để mẹ dưng dinh tí nào. Em thích ngủ thì cho em ngủ. Rafi is wet. Is that wet? Con ơi, cái cầu trượt này nó rất hay ướt và bẩn. Hôm nay nó cũng không ướt không bẩn thì. Yes. Em Trích phải ngủ thì mẹ mới chạy theo anh sói được. Tu ru tu ru tu ru tu ru tu ru tu ru. Du ru du ru du ru du ru du ru. Sói đấy. Sói chơi cái gì là Thomas cũng phải chơi cùng cái đấy. Sói chơi cầu tun là em Thomas cũng chơi cầu tun. Em đi trước, anh đi sau. Ok. Oh, is that Gordon today, not Thomas? Đúng rồi, hôm nay em mang Gordon đi chứ không phải Thomas. Sorry. It's mommy mistake. Mẹ quên, mẹ cứ tưởng là anh Thomas. Em Thomas. Tại vì cùng là màu xanh nhưng mà khác số. Thomas là số 1, Gordon là số 4. Whoa. Uh-oh, Gordon. Are you okay? And Thomas turn, go. Whoa. Whoa. Go, Rafi, go. Go. Đi đi con, nào, tuôn xuống. Khăn chưa? Tuôn, 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 tuôn. Whee. Em chơi rất an toàn. Đi chơi cầu tuôn cầu trượt là em toàn kiểu tuôn trượt úp bụng xuống ấy, chứ không ngồi 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 thẳng mặt về phía cầu tuôn xuống cho nó an toàn, nhìn cho nó đỡ sợ. Gordon and Rafi, let's go. Okay Gordon, you ready? Gordon, are you ready? Woo-hoo! Uh-oh, Gordon fell again. Okay Rafi turn, go. Rafi turn. Hôm nay thế nào cái cầu tun này nó lại sạch và khô thế. Chứ bình thường cái này lúc nào cũng bị ướt ấy. Tay em Gordon là số 4. Và em Gordon thì là mặt béo hơn Thomas. Tốt. Yeah, that's Gordon. Ok, again. Ok, again. 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 Ok, Gordon ready? 1, 2, 3, go Gordon. Whoa, that's a hard one, Gordon. Go, Rafi. Rafi, go, 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 go. Nào, ngồi thẳng mặt ra vậy xem nào. Một lần nữa xem nào, xem có đáng sợ không nào. Không. Úi dồi, trượt xuống như con sâu ấy, thế cả con. Play. Play. Yeah, is that nice? Very nice. Very nice. Yeah. Go again. Cứ chơi này 10 lần đi, 20 lần đi cho mệt đi con. Cứ chạy lên lại tuôn xuống, chạy lên lại tuôn xuống. Em Trích là ngủ rồi. Ngủ say sưa rồi. Trích ngủ say sưa rồi. Gordon. Mình sẽ bỏ máy quay xuống để dành thời gian chạy chơi với em sói ở công viên đấy. Tranh thủ em Trích đang ngủ mà. Chơi chán rồi, đến giờ gọi là picnic. Thế là em sói tự bê túi đồ ăn. Ui ui, mẹ phải cho cái xe đẩy để lên trên đường này đã. Em sói tự bê
hộp đồ ăn, túi đồ ăn của em ấy vào vị trí ghế ngồi và bàn để ăn uống lấy sức tiếp đây. Em biết lắm, em biết là ngồi ở góc này thì là ăn uống được này. Nào để mẹ cho em dịch vào đây đã nhá. Mẹ cho em chích nằm vào trong này. Đây. Rafi, do you need mommy help? Wow. Do you like grapes? Water. Okay, mommy get you water. There's water. There's water. Yeah. There's water. Yeah. Trưa nay về thì hai mẹ con mình ăn cái gì nhỉ? Yeah, you want grape or you want water? You want grape. Grape. Okay, mẹ để vào trong này nhá. Để trong cái túi này nhá. Would you like some water? Sit down, please. Sit nice. Sit on your bum, please. Please, Baba. Sit nice. Nhanh, ngồi xuống. Đúng rồi. Nào ngồi xuống. Sit down. Ngồi xuống mới ăn được. Hmm, what is that? Oh. Tụt mông xuống hả con? Yum. Very nice. Very, very nice. Yeah. Up. Ngồi đây cho sói ăn hoa quả một lúc này. Sau đấy về nhà, bây giờ cũng phải tầm 12 giờ rồi đấy. Về nhà trưa nay thì mình sẽ ăn mì, còn cho em sói ăn cái mì sốt kem tối hôm qua mình nấu, mình vẫn để lại cho em ý, một cái hộp để ăn trưa thôi. Còn tối nay thì cả nhà lại ra ngoài đi ăn tối rồi, lại đi ăn ở quán Hàn Quốc. Mẹ sói Trích lại được ăn món sườn siêu thịt. Can mommy have one grape? Please. Thả. Mmm. It's yummy. Yeah, Zoe crying. Zoe crying. Ngồi xuống con. Sit nice, Rafi, please. Sit nice. Con. Trước khi về mẹ sẽ cho sói lên xích đu một lượt nhá. Từ lúc ra đến giờ là em cứ chạy long quăng, cứ cầu tụt với chạy lên cái nhà kia thôi, chứ em chưa ngồi lên xích đu một tí nào cả. Cái xe nhún cao cao này nó bị gãy rồi con ạ. Chắc là các anh chị lớn, các anh chị ngồi nó gãy rồi. Hôm trước mẹ với em ra đây còn thấy xác của cái xe ai đấy để ở dưới gầm của cái nhà chạy chạy kia. Hôm nay thì không thấy rồi. Sói có cái gì ở trên mũi kìa con. Hả? Cái gì thập thò mũi? Raphael, what are you doing to Gordon? Are you bury him? Con chôn em Gordon à? Hả? Oh no, Gordon. Okay, bye bye, Gordon. Đây là cái gì trên mũi con này nè? Ew. Bye bye, Gordon. Ew. Don't touch it. Yucky. Úi dồi. Okay, Gordon gone. Gordon gone. Gordon gone. Gordon gone. Oh. Gordon gone. Yippee! There he is. He's become a zombie now. Chôn em mới xong em mới hiện lên là gì ở con là zombie à? là yêu quái biết đi à? Dirty, yucky. Finish. Where? Where's Gordon? Where is he? Is he there? Yeah, there he is. Rafi, look, there's Gordon here. Here, over here. Rafi, Gordon here. Mẹ con nhìn được em Gordon nữa là con. Đây này em Gordon đây này. Rafi, look, Gordon here. Sugar, let go. Oh, Gordon go again. Whoa.
What's wrong with Gordon? What's wrong? No Gordon. No Gordon. It's all right. Okay, you could do what you like. I'm not gonna involve. Thế con muốn làm gì thì làm. Gordon missing. There he is. Cứ thích giả vờ làm cho em mất tích cơ. Xong cứ đi xung quanh tìm chứ. Đây mọi người nhìn nhá, chuẩn bị đi xung quanh tìm này. Ngó nghiêng ở dưới gầm này. Biết thừa là em ấy ở đâu rồi nhưng cứ giả vờ đấy. Yeah, okay. Detective Rafi. Đúng rồi, thám tử Rafi đi tìm Gordon nào. Where's Gordon? There's Gordon. You found him. Whoa. Yeah, Rafi found him. Detective Rafi, go. Wow. That's it. Mẹ hỏi em ngồi xích đu không? Em không. Em cứ loanh quanh chơi như này thôi. Cho em chơi một lúc là để đi về nào. Hi Gordon, are you okay Gordon? Are you two okay? Okay. Lại thả em xuống để cho em ấy mắc ở cái đoạn giữa này xong đi tìm chứ. Gordon go all the way down this time. Ha ha ha. Gordon went all the way down this time. Stop, Gordon. Stop, Gordon. Well done, Gordon. Oh no. Oh no, cái gì con? Cứ thích thả em xuống nhưng mà em nhất thiết là em phải dừng ở cái đoạn này. Xong rồi là giả vờ đi tìm. Cầm cái que kia chỉ trỏ trỏ giả vờ đi tìm. Rafi, can let me have that stick please? Can let me have that tree stick please? No? Can I have that stick please? No, okay, you have it then. Are you ready to go home? Okay. Are you ready to go home, Papa? Đi về đi con đi. Let's go home. Oh no, Gordon! Poor little Gordon! No! Để mẹ giấu đi này. Mẹ giấu đi cho em đi tìm. Rafi, Gordon gone. Gordon gone. He went missing. Oh no. Gordon went missing. Em Gordon mất tích rồi. Em I know. I know. Con biết. Yeah, where is he? Can you find him, please? Can you find him for mommy, please? Mommy really upset that Gordon missing. Oh no. Don't worry, mom. Sao là mẹ đừng lo lắng chứ. Okay, can you find Gordon for mommy, please? Where is he? There he is! Hi, Gordon! Can mommy kiss you, Gordon, please? I miss him so much. Nào cho mẹ thơm em Gordon gái nào, mẹ nhớ em mới qua em mất tích rồi. Không. Don't worry, mommy. Úi dù ơi, nói chuyện như ông già ấy. Yeah, go. Nào chạy một vòng nữa là để đi về nhé con nhá. Okay, we're gonna go home after this, okay? Go, go. Can you get me? Oh, Raphael. Rafi, look, mommy here. Hello. Hi, Rafi. Hi, Gordon. Gordon. Yeah. Hi, Rafi. Hi, Gordon. Hi, Gordon. Hi, Gordon. Are you okay, you two? You have fun today? Oh no, Gordon fell again. He fell. Fell off. Oh no. Rescue Gordon, please. Say, are you okay, Gordon?
purple. It's dirty, Jackie. We're gonna go home now. Let's go. Put your shoes on. Not. We go home now. When mommy say we going home, mean we going home. What part of going home don't you understand, Baba? Come on. Let's go. Đi về rồi. Về đến nhà rồi, em Trích vẫn đang ngủ. Mẹ lại để xe đẩy ở góc này cho em nằm ngủ cho yên tĩnh. Đóng cái cửa lại. Bây giờ là 3 giờ 5 chiều rồi. Mình vận động để cho em Sói đi ngủ. Vì là mình muốn em ấy tỉnh táo cái lúc chiều tối nay đi đón ba hai em ấy. Vì là nếu như mà em ấy không ngủ trưa ấy, lên xe một cái mà em ấy ngủ, sau đấy thì là phải xuống xe này, đỗ xe rồi là đi ăn ấy, em ấy tỉnh dậy, thì cái lúc về đến nhà em ấy sẽ không đi ngủ sớm buổi tối nữa. Nên là mình động viên em ấy là thôi con đi ngủ đi. Và mình bế em Trích vào phòng mà em ấy ngồi. Thì ngồi một lúc thì em cũng lăn lộn, em cũng không muốn đi ngủ ấy. Nhưng mà mẹ cứ ngồi đấy, xong rồi mình ra vào mình nhắm mắt vào nữa. Mà em Trích thì ngủ. Nên là em ấy cũng nhắm mắt em đi ngủ. Em ấy ngủ này, em Trích cũng ngủ rồi, mình đặt em Trích về cũ ấy. Bây giờ thì mình sẽ đi ngồi dựng vlog và mình cũng sẽ dừng luôn vlog ngày hôm nay ở đây. Vì là sau đây các em ấy dậy ý, thì em nào dậy trước mình sẽ tắm cho em ấy trước. Em nào dậy sau mình tắm cho em ấy sau. Và chuẩn bị đồ, sau đấy thì ba mẹ con sẽ đi vào thành phố để đón ba Sói Trích luôn. Và tối nay thứ tư hàng tuần, nhà Sói Trích lại ăn tối ở ngoài, nên là đi vào thành phố đỗ xe rồi là sẽ hẹn gặp ba Sói Trích ở cái chỗ Starbucks, cái chỗ gần chỗ mình đỗ xe, rồi cả nhà đi bộ đi ăn tối thôi, chứ tối nay cũng không có gì đặc biệt cả. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà Sói Trích thì chia sẻ vlog của nhà Sói Trích trên trang cá nhân của các bạn để ủng hộ kênh của nhà Sói Trích. Mấy ngày hôm nay rồi mình có đọc comment của một số bạn cũng như là tin nhắn của một số bạn gửi mình ở trên Facebook ấy. Thì các bạn cũng nói là chị ơi, chị ốm như thế thì sao chị còn làm video làm gì, sao chị không nghỉ ngơi đi. Và cũng có một số bạn hỏi những câu hỏi có liên quan đến việc là sao mình cứ làm vlog hàng ngày. Và khi ngồi đọc những cái comment cũng như là những cái tin nhắn mà các bạn gửi như vậy, thì cũng nhắc nhở mình một điều, đấy là cái mục đích mà mình làm vlog ấy. Vlog nó là video blog, một dạng nhật ký bằng video. Và cái mục đích đầu tiên khi mà mình thực hiện cái kênh này, đấy là mình làm vlog để ghi lại tất cả những cái khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày của mình, để làm một cái nhật ký bằng hình ảnh động. Và cái thứ hai mà mình muốn làm vlog này, đấy là để chia sẻ cho gia đình mình ở Việt Nam, mọi người không có cơ hội ở gần, cũng như là mình không có cơ hội ở gần mọi người, nên là mọi người sẽ cập nhật được tình hình nhà Sói Trích như thế nào. Đặc biệt là ông bà ngoại của Sói Trích ở Việt Nam và họ hàng nhà Sói Trích ở Việt Nam nữa. Thế nên là mặc dù có ốm, mặc dù có không khỏe, có bệnh, thì mình cũng sẽ vẫn làm vlog hàng ngày. Và cái mặc dù là không có các bạn subscribe, các bạn không chia sẻ vlog của nhà Sói Trích, hay là các bạn không muốn xem vlog của nhà Sói Trích nữa, thì mẹ Sói Trích vẫn tiếp tục làm vlog hàng ngày. Vì mình luôn luôn nhớ trong đầu cái mục đích lớn nhất, đấy là mình đang làm cho bản thân mình, chứ không phải là mình làm để cho bất cứ ai cả. Và cái điều đấy làm cho mình hạnh phúc, điều đấy làm cho mình cảm thấy vui. Và mỗi một lần nhìn lại những cái vlog cũ, nó gợi nhớ cho mình rất là nhiều những cái niềm vui
Từ khi em sói sinh ra đến khi em lớn lên, rồi là từ khi em Trích sinh ra đến thời điểm hiện tại, và từ khi anh sói mới chỉ có một mình và bây giờ anh sói có cả anh Trích nữa. Thấy thôi không liên thuyên nữa. Hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhé. Bye.